Nhà nông miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 2 tháng 3 năm 2022, kênh Nhà nông miền Tây tiếp tục cập nhật tình hình giá thanh long tại các tỉnh miền Tây và Bình Thuận để bà con mình tham khảo. Trước tiên, kênh xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Quay trở lại tình hình thanh long, thì thưa bà con là đứng trước cái tình hình cửa khẩu của mình gặp quá nhiều khó khăn và trở ngại như vậy, cho nên là giá thanh long của chúng ta tiếp tục sụt giảm ha bà con ha. Thì hiện nay thì rất là nhiều nơi là bà con mình đó là đem ra đường để bán đó, đổ đóng ở ngoài đường á, xong rồi á là còn không á là ở các cái tuyến đường về miền Tây á, thì bà con mình khiêng ra cái lề đường đó rồi cũng chờ ở đó xem ai mua, thì cũng bán xô bán ký một ít vậy đó, được bao nhiêu thì được, còn lại thì tiêu thụ thị trường nội địa mà anh em thương lái hay là các cái vựa mua được bao nhiêu thì mua. Hiện tại thì xuất khẩu thì một vô số nơi vẫn mua đi xuất khẩu nhưng mà giá quá thấp bà con, do là chỉ có một vài cửa khẩu đang còn đi được thôi, mà đi lên tới đó là cũng phải nằm chờ, qua tới nơi thì hàng cũng bị hư hỏng, bị ảnh hưởng rất là nhiều, thì giá cũng xuống thấp nữa, cho nên ở đây là hiện là cũng tình hình cũng rất là gọi là căng thẳng ha bà con ha. Thì hôm nay giá cụ thể như sau: ở miền Tây, thanh long ruột đỏ loại 1 từ 6 tới 9 ngàn, loại 2 từ 3 tới 5 ngàn, hàng giạt từ 1 tới 2 ngàn đồng. Ở miền Tây thì ruột trắng mua xô từ 2 tới 4 ngàn. Ở Bình Thuận, thanh long ruột trắng bò đẹp là 5 ngàn, 4 ngàn và 3 ngàn, bò sàng 3 ngàn, 2 ngàn và 1 ngàn. Mua xô là từ 2 đến 3 ngàn đồng. Còn thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp giá về vựa là từ 7 tới 10 ngàn đồng. Thì kênh cũng báo cho bà con đó là giá phân loại còn có ở một số vựa thu mua nha bà con nha. Nhưng đa phần ở các nơi bà con mình bán xô hết rồi. Đó là do là tại vì là phân loại cũng không có được bao nhiêu, mà cái mức rất là thấp luôn. Cho nên là bán xô, bán đổ, bán tháo cũng nhiều nữa. Đó, thì cái tình hình này là tình hình chung, bà con cùng cố gắng vượt qua cái giai đoạn này và chúng ta mong chờ là các cái cơ quan có thẩm quyền người ta sẽ vào cuộc để đàm phán và đưa ra những cái giải pháp phù hợp ha. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà nông miền Tây, hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.